Xin chào các bạn, Surface Go là thiết bị laptop 2 trong 1 với kích thước nhỏ gọn chỉ 10 inch của Microsoft mới được bán chính hãng tại Việt Nam. Ngay từ khi ra mắt, hãng đã giới thiệu nhiều về bộ vi xử lý Intel Pentium Gold thay vì bộ vi xử lý Snapdragon của Qualcomm dựa trên tiến trình sản xuất chip di động mới tại ARM. Tại sao lại dùng chip Intel mà không phải là chip mới ARM như các mẫu máy tính bảng 10-12 inch đang phổ biến trên thị trường Android hay là Windows phổ thông khác? Hãy cùng Surface Việt khám phá điều thú vị trong video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về hai bộ vi xử lý của ARM và Intel này. ARM là một loại cấu trúc vi xử lý 32-bit và 64-bit, sử dụng chip Snapdragon thường thấy trên các sản phẩm điện tử thương mại phổ thông, từ thiết bị cầm tay, máy đa phương tiện, trò chơi cầm tay và máy tính di động nhỏ gọn. Đặc điểm của chip xử lý này giúp cho các thiết bị đó là tiết kiệm điện năng hơn. Tuy nhiên, nếu xét về mặt hiệu năng xử lý các công việc thì có vẻ như ARM lại không được như kỳ vọng. Với các app ứng dụng chạy file EXE, tức là các app chạy full các tính năng, không phải là bản portable nhỏ gọn cho mobile, thì ARM sẽ giật lag bởi chưa tương thích phần mềm Windows. Còn đối với Intel là một chip xử lý thường được trang bị trên các thiết bị máy tính PC, laptop nhiều hơn, với bo mạch chủ, ổ nhớ flash, card mạng, card đồ họa, xử lý hình ảnh 2D, 3D thì lại đáp ứng tốt các công việc nhu cầu cao hơn, đòi hỏi một chiếc máy tính có sức mạnh, hiệu năng vượt trội hơn so với ARM. Intel đã báo cáo với kiến nghị Microsoft rất nhiều để xử lý bộ vi xử lý Pentium Gold thay vì các bộ vi xử lý ARM. Không rõ tại sao Microsoft không thúc đẩy kế hoạch sử dụng chip ARM cho Surface Go. Các chip Snapdragon mới nhất không có hiệu suất và khả năng tương thích để phù hợp với Intel trên máy tính xách tay. Microsoft đã làm việc chăm chỉ để cải thiện điều này. Mặc dù các mối đe dọa của Intel sẽ kiện các đối thủ cạnh tranh như là Qualcomm nếu họ cố tình thiết kế bộ lệch khớp với tập tin x86 tương tự của Intel. Đó chắc chắn sẽ là thời điểm thú vị cho Windows với chip xử lý ARM. Các thiết bị mới với bộ vi xử lý Snapdragon 850 của Qualcomm sẽ ra mắt đúng thời hạn trong thời gian tới. Nhưng một con chip mới với nhiều cải thiện hiệu suất hơn nữa sẽ có mặt vào đầu năm tới. ARM cũng đã vạch ra một lộ trình 2 năm cho các thiết kế vi xử lý của nó gần đây và công bố một CPU Cortex A76 vào đầu năm nay. ARM tuyên bố Cortex A76 sẽ mang lại một hiệu suất cao cấp cho máy tính xách tay, trong khi vẽ một lượng điện năng nhỏ hơn như điện thoại thông minh. Mặc dù Microsoft luôn muốn thúc đẩy Qualcomm về việc sẽ sử dụng các con chip Qualcomm và kiến trúc ARM tiết kiệm pin để tránh phụ thuộc quá nhiều vào Intel, nhưng trong tương lai gần đây, điều này khó có thể xảy ra vì hiệu năng giữa chip Intel và ARM trên tablet vẫn rất chênh lệch nhau. Người dùng Surface cần một chiếc máy tính laptop thiên về công việc nhiều hơn là thiên về giải trí, điều mà các máy tính bảng phổ thông chạy chip ARM vốn đang làm rất tốt. Mặt khác, Intel cũng đã phải vật lộn để tiến tới các bộ vi xử lý mới trên tiến trình 10 nanomet và 7 nanomet thế hệ Core Felix thế hệ thứ 10 của mình. Với việc sản xuất hàng loạt các con chip được mong đợi vào năm 2019 thay vì cuối năm 2018 như kế hoạch ban đầu. Ở thời điểm hiện tại, Surface Go chạy chip Intel Pentium Gold vẫn là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho người dùng văn phòng, thiên nhiều về công việc là chính và vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu giải trí văn phòng cơ bản của người dùng phổ thông. Các bạn quan tâm đến các sản phẩm Surface Go thì có thể ghé thăm website surfacevietviet.vn để tham khảo thêm thông tin và giá bán chính hãng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video công nghệ của Surface Việt.